Xin chào các bạn, mình là Only FF đây. Ngày hôm nay mình sẽ phối đồ nữ 35 làm đá chế tác nha. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật nữ nha. Ok, bây giờ mình sẽ phối đồ bảy đá. Đầu thanh nữ bảy đá nè. Bây giờ mình sẽ kiếm áo bảy đá nha. Ok, mình chốt áo thích khách kim hạc bảy đá này nha. Tiếp theo mình sẽ kiếm quần bảy đá. Ok mình chốt quần giáp đường phố bảy đá này nha Cuối cùng là đi chọn giày dép nhà anh em Đi giày khủng long bảy đá nha À quên còn cái mặt nạ nữa Dùng mặt nạ chiến thần dung nham bảy đá nha Ok được rồi chốt xếp 35 đá này nhé anh em Bây giờ mình sẽ phối các kỹ năng nhân vật để vào chơi phở di pha nha Dùng đắm đấm hỏa quyền cho nó đồng bộ quần áo luôn anh em ạ. À. Ok ghét go vào game thôi nào. ông nội này không bắn gạ mình hoài chắc thấy mình chơi nhân vật nữ mặc đồ bày đá chế tác xịn quá nên vậy đó anh em mà đâu biết mình là con trai ha 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 á à đổ trộm đầu anh em ạ, à, mình nổi hết da gà rồi tại mình là con trai nên hơi ớn kề 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 thôi mình xin nhẹ hết sót nhá anh ha 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 Vẫn cứ lì gạ mình anh em ạ. À. Này thì lì nè, ok để trận này mình thử gạ lại xem sao nhà anh em thanh niên này mình thấy bây giờ chắc không còn tin mình anh em ạ à. á đù vẫn nằm xuống bị mình gạ này thì ngốc nét nè Thanh niên này dỗi rồi ha ha ha. soon.